500 đô, khoảng 12 triệu đồng chính là số tiền mà mình đã kiếm được sau 2 tuần thử copy trade trên sàn BitGet. Nghe khá là FOMO đúng không nào? Chính xác là mình đã copy volume tổng là khoảng 2.355 đô và đạt được lợi nhuận ở khoảng mức là 630 đô. Và sau khi trừ đi các phần chi phí thì số lãi thực sự mà mình nhận được là khoảng gần 500 đô như anh em đã thấy. Và mình đã kiếm được số tiền trên chỉ bằng việc là copy trade, và sàn mình lựa chọn đó chính là sàn BitGet. Anh em hãy cùng theo dõi xem mình đã làm như thế nào thông qua video ngày hôm nay nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem là copy trading là gì và làm như thế nào để kiếm được tiền từ copy trade nhé. Ok, đầu tiên thì copy trade hay là copy trading thì hiểu đơn giản theo nghĩa tiếng Việt thì là sao chép giao dịch thường dùng ở trong các thị trường tài chính. Theo đó thì chúng ta sẽ theo dõi hay là copy toàn bộ hoặc là một phần vị thế giao dịch của một nhà giao dịch khác. Các nhà giao dịch ở đây thì thường là các nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ đã từng quản lý quỹ hoặc là họ đã giao dịch khá là thành thạo ở trong thị trường rồi. Các vị thế ở đây thì có thể là các vị thế spot hoặc là các vị thế future. Nếu như anh em copy của họ, ví dụ như họ mở bất kỳ một vị thế nào thì anh em cũng sẽ mở được một vị thế y chang như họ. Copy trade thì sẽ phù hợp với những người chưa có quá nhiều kinh nghiệm hoặc là những người có ít thời gian nhưng vẫn muốn tham gia vào thị trường. Vì anh em copy vị thế từ những trader chuyên nghiệp thì sẽ giúp cho chúng ta không phải bỏ quá nhiều thời gian hay là công sức để theo dõi thị trường, nhưng vẫn có thể tham gia việc trading hay là học hỏi kinh nghiệm từ những người trader chuyên nghiệp, từ đó thì rút ra được bài học cho bản thân mình. Tiếp theo thì chúng ta cùng tìm hiểu thêm về ưu điểm và hạn chế của copy trading nhé. Đầu tiên là về những ưu điểm của copy trade. Thứ nhất là để copy trade thì chúng ta sẽ không cần nhiều kiến thức. Khi mà anh em muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp thì chắc chắn là sẽ đòi hỏi anh em cần có rất nhiều kiến thức cũng như là kinh nghiệm khi mà giao dịch ở trên các thị trường tài chính. Đây là một điều rất là khó đối với những cái người mà mới tham gia vào thị trường. Hơn nữa thì việc phải nhớ các lệnh này hay là đọc biểu đồ, phân tích giá vân vân thì đều cần phải có thời gian rất nhiều để làm quen và research về thị trường. Do đó cho nên là việc copy trade từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì là một trong những cách để mà một nhà đầu tư mới có thể kiếm được lợi nhuận từ việc giao dịch mà không cần phải có quá nhiều kiến thức ở thời điểm ban đầu. Thứ hai là copy trade sẽ không yêu cầu quá nhiều thời gian. Như mình đã nói ở bên trên á, là nếu anh em muốn trở thành những nhà giao dịch chuyên nghiệp và muốn kiếm được một số lãi lớn từ thị trường thì anh em sẽ cần phải có rất là nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Thì để đạt được những điều trên thì anh em sẽ cần phải dành rất là nhiều thời gian để phân tích thị trường này, nhận các thông tin, tin tức từ thị trường, thực hiện giao dịch và tích lũy được những cái kinh nghiệm cho bản thân. Ngoài ra thì còn phải thường xuyên là theo dõi những cái kênh tin tức này hay là những cái biến động xung quanh các sản phẩm đầu tư của mình, và qua đó thì để chắt lọc đánh giá cũng như là phân tích các sự kiện. Điều này thì sẽ tiêu tốn rất là nhiều thời gian, nhưng mà nếu anh em sử dụng copy trade thì anh em sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian cho việc này, bởi vì các pro trader và team của họ sẽ là những người thực hiện những điều đó cho anh em để đưa ra những cái quyết định giao dịch một cách đúng đắn hơn. Thứ ba là không cần nhiều kinh nghiệm. Cũng như mình đã nói vừa rồi thì ở trong đầu tư, đặc biệt là giao dịch đầu tư, thì kinh nghiệm là một trong những thứ quan trọng nhất. Ngoài có kiến thức sâu rộng ra thì việc có nhiều kinh nghiệm ở trên thị trường sẽ đóng góp một vai trò rất là quan trọng trong việc anh em đưa ra những cái quyết định sáng suốt. Để có được kinh nghiệm dày dặn thì sẽ phải đòi hỏi chúng ta có nhiều năm về trading các cái sản phẩm và thực sự am hiểu về thị trường mà mình đang giao dịch. Nhưng mà với copy trade thì anh em sẽ không cần phải có quá nhiều kinh nghiệm, vì anh em đã có thể sao chép được vị thế của những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm dày dặn trước đây, hay là những nhà đầu tư này đã được những sàn môi giới kiểm định thông tin từ trước để có được một profile uy tín cho anh em có thể lựa chọn. Ok, ưu điểm thì có khá nhiều. Vậy nhược điểm của copy trade là gì? Theo mình thì rủi ro lớn nhất khi mà anh em copy trade đó chính là việc anh em lựa chọn sai tài khoản để copy. Ở trên thị trường thì có rất nhiều tài khoản cho phép anh em copy, nhưng mà để tìm ra một người có hiệu suất lợi nhuận tốt và an toàn là một điều rất là khó. Nhất là ở trong tình trạng lừa đảo đang ngày càng nở rộ như hiện nay thì anh em nên lưu ý lựa chọn một tài khoản copy trade uy tín. Hiện nay thì đã có rất là nhiều người mạo danh các nhà giao dịch hay là các nhà đầu tư chuyên nghiệp để lừa gạt tiền đầu tư của những người thiếu kiến thức, những người mới tham gia vào thị trường muốn sử dụng copy trade để làm một phương thức để kiếm tiền. Những vụ việc này thì đã được cảnh báo ở trên TV, đài báo hay là trên mạng internet đã rất là nhiều rồi. Vậy cho nên là một trong những điều quan trọng nhất là chúng ta phải lựa chọn được một tài khoản để copy một cách an toàn và có một lợi nhuận tốt để chúng ta có thể bắt đầu vào con đường copy trade. Việc chọn đúng được những nhà giao dịch uy tín thì sẽ giúp chúng ta không những kiếm được tiền từ việc copy trade mà còn học hỏi được những kinh nghiệm và trải nghiệm của họ khi mà giao dịch ở trên thị trường.
Thứ hai là khó phân bổ nguồn vốn. Khi mà anh em đặt số vốn của mình vào người khác thì lợi nhuận của anh em sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người đó. Điều này thì sẽ khiến cho việc phân bổ nguồn vốn của anh em trở nên khó khăn hơn. Từ đó là anh em cũng sẽ khó kiểm soát được lãi và lỗ của mình. Kế đến là khó khăn trong việc chọn sàn môi giới uy tín. Hiện nay thì số lượng sàn cung cấp các hình thức copy trade uy tín thì còn tương đối ít. Ngược lại thì các sàn giả mạo thì lại lợi dụng cơ hội này và mọc lên như nấm. Vì vậy cho nên là điều này đã khiến cho việc lựa chọn những cái sàn uy tín trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và nếu như anh em chọn phải một sàn scam hay là sàn lừa đảo hoặc là sàn không có đủ năng lực tài chính thì một ngày nào đó số tiền mà anh em nạp vào sàn chắc chắn sẽ không cánh mà bay. Vậy thì hệ thống copy trade có an toàn hay không? Nếu không đánh giá về những rủi ro và hạn chế của copy trade được nhắc ở trên thì anh em hoàn toàn có thể tin tưởng vào hệ thống copy trade ở các sàn lớn hay là những cái sàn uy tín. Và ở đây thì mình đang nhắc đến một sàn nổi tiếng ở trong lĩnh vực copy trade, đó chính là sàn Bitget. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ nên lựa chọn những cái sàn mà có độ uy tín cao thay vì những sàn nhỏ lẻ với chi phí rẻ hơn, vì anh em sẽ không biết chắc là đó có phải các sàn lừa đảo hay không. Hiện tại thì như mình biết thì sàn Bitget là một trong những sàn copy trade hàng đầu hiện nay. Ứng dụng của Bitget thì cũng được phát hành ở trên cả hai nền tảng là iOS và Android. Ngoài ra thì anh em cũng có thể copy trade ngay trực tiếp ở trên nền tảng web của họ. Hệ thống của họ thì làm việc và hỗ trợ 24/7 và có tiếng Việt. Chỉ sau một năm thành lập thì Bitget đã lọt vào top 30 sàn giao dịch uy tín nhất ở trên thế giới. Đây là một trong những thành tích mà mình đánh giá là khá ấn tượng đối với sàn này. Sàn giao dịch Bitget thì đã liên tục tăng trưởng và phát triển bền vững từ khi ra mắt cho đến nay. Và Bitget thì đang sở hữu những con số khá là ấn tượng như sau. Đầu tiên thì đây là nền tảng số 1 dành cho copy trading tính theo khối lượng giao dịch. Thứ hai thì đây là sàn giao dịch phái sinh top 5 theo khối lượng giao dịch. Thứ ba là sở hữu hơn 20 triệu người dùng, 380.000 người theo dõi và hơn 80.000 trader chuyên nghiệp đến từ hơn 100 quốc gia ở trên thế giới. Kế đến là họ sở hữu khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt đến mức là 10 tỷ đô. Và theo cá nhân mình thấy thì điều quan trọng nhất là sàn Bitget rất là tập trung cho việc phát triển hình thức giao dịch là copy trade, cũng như là các công cụ của họ thì hỗ trợ rất tốt cho các pro trader cũng như là các copy trader. Vì vậy cho nên đây là một trong số những sàn thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư chuyên nghiệp hay còn gọi là các elite trader với rất nhiều phong cách đánh khác nhau cũng như là sở hữu cái tỷ lệ lợi nhuận cực kỳ tốt, cực kỳ hấp dẫn để anh em có thể lựa chọn. Ok, giới thiệu như vậy cũng khá là dài rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn cho anh em cách để copy trade ở trên Bitget nhé. Và để bắt đầu thì chúng ta có thể thử copy một vài các trader có mức lợi nhuận ổn định nhất ở trên sàn Bitget. Ok, ở đây mình thấy có một trader là người Việt Nam với tổng mức lợi nhuận là khoảng 253%. Ok, bây giờ mình sẽ thử xem qua một vài thông số về trader này và thử copy người trader này nha. Ok, ở tab overview thì chúng ta sẽ có thể thấy một vài các thông số quan trọng về trader này. Tổng mức lời của người trader này đang ở mốc là khoảng 253% và lợi nhuận là khoảng hơn 23.000 đô la Mỹ. Khi nhìn vào một số thông số khác thì chúng ta có thể thấy là mức max drawdown, tức là cái mức sụt giảm kể từ cái đỉnh vốn cao nhất thì là gần khoảng 12%. Và có một điều đặc biệt ở đây là trader này chỉ có tỷ lệ thắng là khoảng 28%, tức là một tỷ lệ thắng khá là thấp. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy anh này đang có lãi. Điều này đồng nghĩa với việc là phương pháp đánh của anh này thì có tỷ lệ risk trên reward rất là tốt, tức là một lệnh của anh này thắng thì sẽ đủ bù lại cho khá là nhiều những cái lệnh lỗ nhỏ. Thực tế thì vị trí top 1 copy trader sẽ được chứng minh thông qua tổng số lượng người theo dõi copy và tổng số lượng lãi mà họ thu về. Ở đây thì có thể thấy anh này đang có tổng lượng người theo dõi đạt mốc là khoảng gần 30.000 người với tổng lợi nhuận lên đến mốc là 1.2 triệu đô. Để có thông tin thực tế hơn thì chúng ta có thể qua tab followers để thấy những người đang copy sẽ đạt được lợi nhuận bao nhiêu. Ví dụ ở đây mình thấy là top 1 copy của anh này thì đạt được lợi nhuận là 55.000, top 2 và top 3 thì là khoảng 41.000, khá là nhiều. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà copy trade ở trên sàn Bitget. Bước 1 thì sau khi đăng ký tài khoản xong, anh em sẽ lên App Store hoặc là Google Play để tải app có tên là Bitget về điện thoại. Ok, sau khi mà anh em đã nạp được tiền vào ví rồi thì kế đến thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách thực hiện các cái lệnh sao chép ở trên Bitget nhá. Đầu tiên là anh em sẽ lựa chọn vào mục sao chép ở đây này. Ở đây thì mình sẽ có một vài lựa chọn, ví dụ như là giao dịch future, giao dịch spot hay là giao dịch bot. Ở đây thì mình sẽ chọn vào giao dịch future. Mình đang ở sẵn ở cái tab giao dịch future rồi. Mình sẽ lựa chọn một vài những cái trader để demo cho anh em. Ví dụ ở đây thì sẽ có một vài cái bảng xếp hạng. Thứ nhất là ROI cao này, thứ hai là lợi suất cao, lợi nhuận cao nhất của nhà giao dịch sao chép hay là người mà có nhiều người theo dõi nhất. Ở đây thì mình sẽ thử ở trên tab là lợi nhuận cao nhất đi.
Đây, lúc nãy thì mình đã phân tích về trader này cho anh em rồi. Bây giờ thì mình sẽ ấn vào nút sao chép ở đây. Rồi, ok, sẽ hiện ra một cái tab như thế này. Rồi, ok, đầu tiên ở mục hợp đồng thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái loại hợp đồng để sao chép của người trader này. Anh em ấn vào nút chỉnh sửa ở đây. Sau đó thì sẽ lựa chọn các cặp. Ở đây thì chúng ta có thể sao dịch rất là nhiều cặp khác nhau. Ví dụ như là BTC này, Ethereum, LTC hay là Arbitrum, rất là nhiều cặp altcoin khác nhau. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ lựa chọn hai cặp giao dịch chính là BTC và ETH thôi. Thế là mình sẽ ấn bỏ chọn tất cả ở đây. Sau đấy mình sẽ lựa chọn hai cặp này. Rồi ấn xác minh. Kế đến là chế độ theo dõi ở cái bảng này, ở cái ô chọn này thì sẽ là volume giao dịch cho mỗi lệnh của anh em. Anh em lưu ý là mỗi lệnh nhá, ở đây thì có giới hạn từ 10 cho đến 20 ngàn đô. 10 đô là tối thiểu cho một lệnh, vì vậy thì mình sẽ chọn 10 đô đi. Bởi vì là khi mà mới bắt đầu tham gia thì chúng ta nên lựa chọn volume ít thôi để có thể dễ quản lý hơn. Ok, kế đến thì ở phần quản lý rủi ro thì chúng ta sẽ có thể cài đặt phần TP và stop loss, tức là tỷ lệ cắt lỗ và chốt lời và lượng theo dõi tối đa. Anh em ấn vào đây nhé. Ok, ở phần cắt lỗ thì anh em có thể ở phần cắt lỗ và chốt lời thì anh em có thể đặt theo phần trăm. Ở đây thì phần cắt lỗ mình sẽ để khoảng 50% thôi, chốt lời thì mình sẽ để 70% ha. Còn lượng theo dõi tối đa ở đây tức là tổng số lượng volume cho giao dịch, cho tất cả các giao dịch của anh em. Ví dụ ở đây thì mình sẽ đặt là 100 đô với mỗi lệnh là 10 đô thì tổng cộng mình có thể copy được 10 lệnh. Mỗi lệnh 10 đô là tổng cộng sẽ là 100 đô. Ngoài ra anh em có thể kéo thêm ở khung này để có thể điều chỉnh cái số lượng volume tối đa mà anh em muốn. Ok. Đó. Cuối cùng nếu mà anh em muốn thay đổi về đòn bẩy cũng như là các cái tùy chọn nâng cao khác thì anh em ấn vào phần chuyển sang nâng cao ở đây. Đó. Ở đây thì anh em có thể lựa chọn đòn bẩy theo vị trí này, đòn bẩy theo được chỉ định. Tức là anh em muốn cài đòn bẩy bao nhiêu x thì anh em có thể cài ở đây chẳng hạn. Có thể sửa cả đòn bẩy long và đòn bẩy short anh em nhé. Ngoài ra thì anh em có thể lựa chọn đòn bẩy theo nhà giao dịch nữa. Đó, chế độ theo dõi cho mỗi lệnh anh em cũng có thể cài riêng ở đây, tỷ lệ chốt lời rồi tỷ lệ cắt lỗ vân vân, anh em có thể cài đặt thêm và tìm hiểu thêm. Ok, bây giờ thì mình sẽ xem qua portfolio của mình cũng như là lịch sử giao dịch của mình cho anh em theo dõi qua nha. Ok, mình sẽ bấm vào đây. Ok, bây giờ anh em bấm vào phần lịch sử ở đây thì chúng ta sẽ xem được những cái lệnh mà chúng ta đã thực hiện. Ví dụ ở đây thì anh em có thể thấy là mình có lãi, tuy nhiên là có một số lệnh đang bị lỗ ở đây. Ví dụ ở đây mình lỗ khoảng 90%, nhưng mà cái lệnh này thì mình copy khá là nhỏ, chỉ copy được có 2 đô thôi, cho nên là cái phần lỗ này nó cũng không quá nhiều. Đây mình sẽ cho anh em xem một vài lệnh thắng của mình ở đằng trước, ở đằng trước đó. Thì ví dụ đây mình lãi 26%, thì tỷ lệ lời của mình là 3 đô. Gần như là tất cả các cái ký quỹ của mình là điều khoảng từ 10 cho đến 15 đô thôi. Thế nhưng mà số lượng lệnh mở của mình rất là nhiều, cho nên là tỷ lệ lãi cũng khá là cao. Đó, anh em có thể thấy chỗ đó thì mình lãi được khoảng 30%, nhưng mà lời của mình thì khá là nhiều. Đó, hầu hết đa phần lệnh của mình là lệnh thắng, kể cả có lệnh âm thì cũng âm khá là nhỏ thôi. Đó, vì vậy cho nên là thời gian trước thì mình chỉ copy trong vòng 2 tuần thôi và mình đã đạt được mức lợi nhuận là khoảng gần 500 đô rồi. Đây, mình sẽ cho anh em thấy. Ok, cái lệnh đầu tiên thì mình đã bắt đầu copy từ ngày 13 tháng 5. Và đến ngày 25 tháng 5 thì mình đã đạt được mức lợi nhuận là gần 500 đô. Tức là mình đã kiếm được khoảng gần 12 triệu chỉ trong vòng 2 tuần nhờ bằng copy trade ở trên BitGet. Kế đến là những lưu ý khi mà anh em tham gia copy trade ở trên BitGet. Thứ nhất là cách lựa chọn trader thì anh em sẽ nên lựa chọn những chuyên gia được xếp hạng ở cao này, lợi nhuận cao, lệnh lộ ít, và nên lựa chọn những người xếp top ở mỗi hạng mục. Sau đó thì anh em có thể lọc dần những người mà phù hợp với phong cách đánh của anh em. Và một tip của mình ở đây đó chính là mình đã lựa chọn những cái người mà xếp top ở mỗi hạng mục, sau đó thì mình lọc dần những người mà phù hợp với bản thân mình.
Kế đến thì anh em có thể đặt thông báo cho những người elite trader mà có rất là nhiều người theo dõi, bởi vì những người này chắc chắn là đã phải có một lịch sử giao dịch tốt thì người ta mới có nhiều người theo dõi như vậy. Một lưu ý nữa cho anh em là anh em sẽ không nên copy quá nhiều trader cũng như là quá nhiều lệnh khi mà mới bắt đầu. Và anh em nên copy với số vốn vừa phải, tuyệt đối là không mua in. Và trong những thời điểm như hiện tại thì anh em cũng chỉ nên copy những cái cặp phổ biến như là Bitcoin và Ethereum, tránh những cái cặp altcoin, bởi vì khi mà downtrend thì những cặp altcoin sẽ có volume giao dịch khá là bé, hoặc là nếu có thì cũng sẽ biến động rất là mạnh. Và khi bắt đầu thì anh em nên đặt TP và stop loss một cách hợp lý theo bản thân của mình. Ví dụ anh em có thể lựa chọn tỷ lệ win loss là khoảng 1/2 hoặc là 1/3. Mỗi lệnh thì chỉ nên copy từ 10 đô, sau đó thì theo thời gian khi mà anh em theo dõi có những cái chuyên gia hay là pro trader nào đánh thắng thường xuyên thì anh em có thể tăng lên cho họ từ 20 cho đến 30 đô cho mỗi lệnh chẳng hạn. Thì điều này sẽ đảm bảo an toàn cho portfolio của anh em hơn. Vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu và hướng dẫn cho anh em cách copy trading với sàn BitGet. Theo mình đánh giá thì copy trading là một phương pháp rất là hiện đại và tiện lợi, có thể giúp cho anh em kiếm được lợi nhuận từ các thị trường tài chính, thậm chí là có thể biến nó thành các nguồn thu nhập thụ động. Tuy nhiên thì nếu như anh em không quản lý vốn một cách chặt chẽ thì cũng có thể tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro ở phương pháp này. Nhưng mà suy cho cùng thì bất kỳ phương pháp giao dịch hay là đầu tư nào thì cũng tiềm ẩn rủi ro, đúng không nào? Vì vậy cho nên là anh em hãy luôn sáng suốt và tìm hiểu thật kỹ trước khi mà bắt đầu bất kỳ một phương pháp giao dịch nào nhé. Và mình nhấn mạnh lại ở đây một lần nữa, đó chính là video này sẽ không phải lời khuyên đầu tư, và anh em hãy luôn sáng suốt trong mỗi quyết định số tiền của bản thân nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe Coin 68 TV, cũng như là ấn nút chuông nhỏ ở phía dưới để ủng hộ những video mới nhất của tụi mình nhé. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!